Khi nghèo thì chỉ lo giữ mình, khi giàu thì thấy thiếp đầy nhà. Hậu cung mỹ nhân 3.000 người, kiên trì rèn luyện, sân mài thành kim. Công tử, thân thể của ngài cần bồi bổ. Vậy à, vậy ngươi đi hái vải của vải cho ta bồi bổ đi. Cứ để ta bổ sung năng lượng đã. Lúc này, Trương Lạp vội và đến Tu Hiền Lâu, nhìn thấy hán tử vẻ mặt thỏa mãn. Tên ngốc kia, ngươi cũng biết hưởng thụ đó chứ. Tiểu cô nương đến rồi à, ăn cơm chưa? Ta gọi quản gia chuẩn bị cho ngươi. Đợi một lát hãy ăn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sáng mai ngươi phải vào cung tạ ơn với thánh thượng. Thật sao? Nhưng mà công thức thuốc nổ ta còn chưa chuẩn bị xong. Phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Ngươi cứ từ từ làm. Nhưng phải hứa với ta, bất kể có chuyện gì xảy ra, không được giận ta, không được mắng ta lừa đảo, không được bỏ mặc ta. Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không? Hừ, ta đi đây. Ngươi viết tổ chung đi. Chiều nay, Lưu Bố sẽ đến nhà thông báo. Vi Tiểu Bảo, bệ hạ sai ta đến báo cho ngươi, sáng mai vào cung dự yến. Tiễn lễ bộ thượng thư đi rồi, toàn bộ vi phủ đều bận rộn. Con à, vào cung gặp bệ hạ, nhất định không được nóng này. Đó là hoàng đế, lời nói quyết định sinh tử, nếu làm phật ý bệ hạ thì nguy to. Chà, con tùy ngốc, nhưng không ngu. Được rồi, để con đi viết tấu chương, sáng mai nhớ gọi con dậy sớm là được. Con ta giờ thật chuyên tâm học hành. Hôm sau, trời chưa sáng, cha của hán tử đã vào phòng kéo hắn dậy. Hán tử, dậy đi, hôm nay ngươi phải diện thánh. Nhanh thôi, để con ngủ thêm một chút, chỉ một lát thôi mà. Sau đó, vương quản gia đẩy xe kéo đưa hán tử đến cổng hoàng cung. Nhìn thấy cổng cung vẫn chưa mở, công tử đã đến rồi. Nhưng có vẻ có điều gì đó không ổn, chúng ta có đi nhầm cổng không? Sao thế? Sao cổng cung vẫn chưa mở? Khi cả hai đang không hiểu chuyện gì, từ xa Trình Sơ Lượng dẫn theo hai cấm vệ quân tiến đến. Là Sơ Lượng huynh, ta là Vi Tiểu Bảo đây. Sao cổng vẫn chưa mở? Sao ngươi lại đến cung sớm vậy? Hôm nay không lên chiều, có lẽ bệ hạ còn chưa thức dậy đâu. Cha ta đúng là sớm như vậy đã gọi ta dậy, thật phiền phức. Thôi vậy, ta về ngủ thêm một lát rồi quay lại. Hừ, ngươi không được quay về, làm vậy là đại bất kính đó. Vậy ta nằm trên xe kéo ngủ tạm được chứ? Khoảng 3 khắc sau, hán tử được triệu kiến riêng vào hoàng cung. Trời đất, chẳng phải là Vi hán tử sao? Sáng sớm đã được triệu kiến, làm ta hoàng hồn. Ta cứ tưởng là ai? Trinh sử tứ, ngươi trực ở đây sao? Đúng vậy, ta phải bảo vệ an nguy của bệ hạ. Ngươi cả đêm không ngủ sao? Đúng vậy, nhưng đừng tự đắc. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trực ở đây thôi. Trinh sử tứ dường như biết chuyện giữa hắn và Trường Lạc. Bệ hạ, Vi Tiểu Bảo đến tạ ơn rồi. Gì cơ? Vi hán tử sáng sớm đã đến tạ ơn sao? Không phải nói buổi sáng mới đến sao? Nghe nói từ sớm hắn đã chờ ở ngoài cổng cung. Ừ, ngươi đi báo Trường Lạc đến đây. Cho gọi Vi hán tử vào đi. Thần là Bình Dương khái quốc hầu tước, Vi Tiểu Bảo tham kiến bệ hạ. Ừ, khanh đã tới. Sao lần này lại dậy sớm vậy? Không phải bảo sáng mới đến sao? Đều là do phụ thân ta nhầm lẫn, lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Vi Tiểu Bảo, khanh bình thân, qua bên kia ngồi xuống đi. Nhưng hán tử sau khi đứng dậy ngồi xuống, liền ngẩn người, rồi dụi mắt, phát hiện quản gia nhà Trường Lạc lại ở đây. Hả? Ngươi, ngươi không phải là phó quản gia của nhà Trường Lạc sao? Sao lại? Hư thực lấn lộn. Chuyện này là sao? Ta vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Không, người rất tỉnh táo. Người ngươi thấy chính là chậm. Ngươi, ngươi, một phó quản gia lại trở thành hoàng đế. Vậy, Trường Lạc là ai? Quả thực bất ngờ, đầu óc ta giờ như muốn ngừng hoạt động. Chậm không giống hoàng đế sao? Bệ hạ, chờ đã, cho thần suy nghĩ đã. Ngài là hoàng đế, vậy chẳng lẽ Trường Lạc là... Trường Lạc là nữ nhi của chậm, tên đầy đủ là Lý Lệ Trí. Trưởng nữ đại đường, Trường Lạc công chúa. Vi hán tử hoàn toàn sững sờ, nên người nhìn Lý Thế Dân, đột nhiên hô lớn. Nhạc phụ đại nhân, chuyện giữa thần và Trường Lạc, ngài đồng ý đi mà. Hả, ngươi gọi chậm là gì? Ngươi của thật gan lớn, chậm chưa đồng ý, ngươi đã dám nói. Bệ hạ, ngài thế là không giữ lời, chẳng phải đã hứa, mượn tiên của thần, ngài sẽ giúp thần lấy Trường Lạc sao? Vi hán tử, ngươi có biết, ngươi đang nói với ai không? Nhạc phụ đại nhân của thần. Nhạc phụ, ngài yên tâm, Trường Lạc giao cho thần, sẽ không để nàng chịu thiệt đâu, thần nhất định sẽ khiến nàng sống sung túc đủ đầy. Vi hán tử, chấm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám gọi là nhạc phụ, chấm sẽ tống ngươi vào hình bộ đại lao. Ta vào đại lý tử cũng được, nhưng ngài vẫn là nhạc phụ của ta, ngài đã vay ta bao nhiêu tiền, ngài cũng nên đồng ý đi chứ. Vi hán tử, ngươi làm chấm tức chết, nếu giao Trường Lạc cho ngươi, chấm chắc chắn sẽ bị ngươi làm tức chết. Sẽ không đâu, yên tâm, ta là người hiếu thuận nhất mà. Nhạc phụ đại nhân, ngài thật sự đồng ý đi mà.
Mẹ hạ, Trương Lạc công chúa cầu kiến. Ừ, mau cho nàng vào, chấm sắp bị tên này làm phiền chết rồi. Chẳng bao lâu, Trương Lạc công chúa y phục chỉnh tề xuất hiện. Vi hán tử nhìn Trương Lạc xinh đẹp sững sờ. Là Trương Lạc. Là ta. Trời ơi, ngươi đúng là kẻ lừa đảo. Không chỉ lừa ta, ngươi còn rủ cả nhóm đến lừa ta. Rõ ràng là nhạc phụ, ngươi lại nói hắn là quản gia. Cái gì mà rủ nhóm lừa ngươi? Đó là ngươi tự không nhận ra, trách ai? Thường dân ai mà biết mặt hoàng đế chứ? Nhạc phụ, ta thấy ngài thật không hợp lý. Tên ngốc này nói nhăng nói cội gì thế? Không sao, ta với nhạc phụ chỉ trò chuyện thôi. Ta thật sự sắp bị hắn làm tức chết. Nha đầu, đi thôi. Cùng phụ hoàng đi dạo ngự hoa viên. Nhạc phụ đại nhân, hay thế này đi, ta đem hai căn nhà phố làm sính lễ. Mày đồng ý đi. Tên vi hán tử này, ngươi phiền chết đi được. Phụ hoàng, ta thật sự tức giận sao? Con gái thích hắn đến vậy. Và lại, tên ngốc này còn giúp chậm giải quyết bao nhiêu khó khăn. Xem ra không đồng ý cũng không được rồi. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nghe tin vi hầu gia vào cung, đặc biệt dặn dò, mong vi hầu gia đến lập chính điện một chuyến. Ừ, chấm biết rồi, ngươi đến báo với hoàng hậu, một lát nữa chấm sẽ đưa hắn qua đó. Trời ơi, ta sắp gặp nhạc mẫu rồi, hoàng hậu chính là nhạc mẫu của ta. Ngươi còn quan trọng hơn nhạc phụ, chỉ cần lấy lòng nhạc mẫu, những việc khác trở nên dễ dàng thôi. Tên ngốc ngươi đang nghĩ linh tinh gì vậy? Nhạc phụ đại nhân, đây chính là hướng dẫn chế tạo thuốc nổ và công dụng của nó. Lý Thế Dân đọc xong cuốn sách, kinh ngạc thốt lên. Thuốc nổ này còn có thể chế tạo bom và đại bác sao? Vi hán tử, nhưng vũ khí trong sách, ngươi có làm được không? Tất cả quy trình đã ghi rõ ở đây rồi. Chỉ cần thợ thủ công của ngài không phải ngốc, đều có thể làm được cả. Vi tiểu bảo này của là nhân tài, không thể coi thường hắn. Đi, chúng ta đến lập chính điện, hoàng hậu muốn gặp ngươi. Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân trên cao, xin nhận một lạy của tiểu tế. Ồ, quý phi nương nương xin chào, người cũng ở đây à? Chà, tiểu bảo, sao người lại gọi ta là nhạc mẫu? Nhạc phụ của ta đã đồng ý hôn sự giữa ta và Trương Lạc, nên ta gọi người là nhạc mẫu đại nhân. Quả nhiên là chẳng chưa hề đồng ý, chỉ là tên nhóc ngươi cứ tự tiện gọi thôi. Ồ, ra là thế sao? Được rồi, tiểu bảo, lại đây ngồi. Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân. Lần này đến vội vàng, không mang theo lễ vật gì tốt. Lần sau ta chắc chắn sẽ mang một món quà lớn đến. Được được, đứa trẻ này có tấm lòng như thế là tốt rồi. Mời uống trà, vừa mới nấu xong đây. Thật đáng ghét, cái tên ngốc này. Vào ít kiến chẫm mà chẳng mang gì, đến gặp hoàng hậu. Lại còn xách bao lớn bao nhỏ thế kia, khiến chẫm tức chết đi được. Quý phi ở bên cạnh chỉ biết đứng ngẩn người. Tiểu bảo, chuyện này là sao? Nhạc mẫu, người với Trường Lạc làm sao vậy? Nó với Trường Lạc tình đầu ý hợp. Lại thêm tiểu bảo vốn là hầu tước, gả cho Trường Lạc cũng xứng đôi vừa lứa. Đa tạ nhạc mẫu đại nhân. Ôi chao, thật tuyệt vời. Không ngờ tiểu bảo nhà ta lại có thể cưới được công chúa. Nhưng quý phi vẫn không khỏi lo lắng, vì các thế gia liên minh không cho phép cưới công chúa. Việc này em rằng không dễ dàng giải quyết. Tiểu bảo, nhà ngươi chỉ có một mình con trai. Dạ, đúng á. Ta là độc đinh năm đời, tám chị gái đều đã xuất giá. Ồ, tốt lắm, tốt lắm. Không tệ chút nào. Đến trưa, mọi người chuyển sang nhà ăn. Trưởng tôn hoàng hậu không ngừng gấp thức ăn cho hắn. Ngươi có biết không, hoàng hậu ngay cả con cháu nhà trưởng tôn đến cũng chưa từng vui như vậy. Chắc chắn là do ta quá xuất sắc, phải không nhạc mẫu đại nhân? Ha ha ha, ngươi thật là đứa trẻ không biết kiềm lời. Đồ ngốc, đừng có nói bậy bạ. Đây là hoàng cung, chứ không phải ở tử lâu. Ta biết chứ, nhà ngươi chẳng phải là nhà nhạc phụ ta sao? Ta vốn có sao nói vậy thôi. Cái miệng ngươi không nói thì bắt được phân nửa lời không hay. Điều đó không được, họ mắng ta, chẳng lẽ ta không được đáp lại? Được rồi, đừng làm nhảm nữa, ăn xong đi. Lát nữa theo chấm ra ngự hoa viên, chấm có việc giao cho ngươi. Được thôi. Tiểu bảo, những bản tấu chương buộc tội ngươi, không phê duyệt em không ổn. Nhạc phụ đại nhân nói đúng, phải xử lý, dọn dẹp bọn họ thôi. Dọn dẹp thì cũng được, nhưng cần ngươi phối hợp. Ta cần ngươi vào đại lao của hình bộ ở vài ngày. Nhạc phụ đại nhân, mày không phải định gả ta đấy chứ? Để ta vào đại lao. Ý tưởng này ngài cũng nghĩ ra được. Đi hình bộ vài ngày, chấm cần điều tra một chút, sau đó sẽ xử lý vài quan viên. Ước chừng nhiều nhất là 10 ngày, ngươi sẽ được ra. Nhạc phụ đại nhân, mày nói xem, năm nay ta vào đại lao bao nhiêu lần rồi? Không thể nghĩ cách khác được sao? Người cũng biết đấy, vào đó người quen rồi mà. Không phải người đã rất thân với ngục tốt ở đó rồi sao? Còn đánh bài cùng nhau nữa. Thật hết nói nổi, cứ cách 3 ngày lại phải vào đại lao một lần, chẳng khác nào nhà trọ ở Tào Thành. Thôi vậy, ngươi về nói rõ với cha ngươi, lần này là nhiệm vụ, đừng để họ sợ hãi. Còn nữa, bên ngoài đừng nói ta là nhạc phụ ngươi, nếu không việc này sẽ khó làm. Vậy cũng được, nhưng thời gian ra khỏi đại lao không được quá 10 ngày đâu đấy. Yên tâm đi. À, đúng rồi,
Sau khi ngươi ra, chẳng còn chuyện quan trọng muốn bàn với ngươi. Chết thật, ta sợ nhất ngài tìm ta bàn chuyện, chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Đó là lẽ đương nhiên, ai bảo ta là con rể ngài cơ chứ? Rất nhanh, hán tử xuất cung, vừa ra đến cổng cung gặp trình sử tứ. Ta bảo này, vì ngốc tử, ta đã nói mà, ngươi sắp phải vào cung trực rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm việc chung. Đồ ngốc nhà ngươi, ta chẳng hứng thú gì với việc trực cả. Ngày ngày ngủ đến khi tỉnh tự nhiên không tốt hơn sao? Ngươi không phải định cưới Trường Lạc sao? Chuyện này ta nghe hết trong đó rồi. Sau này trong cung ta sẽ che chở ngươi. Thật là phục ngươi, lão heo. Được rồi, để cảm ơn ngươi che chở ta, lần sau đến tụ hiền lâu ăn cơm, ta mời. Vậy thì tốt quá, ta sẽ thông báo cho bọn họ mang theo bài, ok? Thiếu gia, đi về ăn cơm thôi, lão gia đang chờ ngài về đấy. Ừ, ta ăn rồi, đi về nhà trước. Ăn rồi à? Thiếu gia, ngài ăn trong cung sao? Hoàng thượng đãi ngài à? Trời ơi, đừng có hoảng hốt như vậy, chỉ là ăn cơm thôi mà. Mẹ nó, thật lợi hại. Vừa mới bước qua cửa, phụ thân liền lao đến. Con trai, sao lâu vậy? Có phải trong cung lại nói linh tinh không? Con có nói bậy đâu, chỉ gọi hoàng thượng là nhạc phụ thôi mà. Mẹ kiếp, cái thằng quỷ này, ta đã biết là ngươi lại gây chuyện rồi, không thì sao lại lâu như vậy mới về? Phụ thân, ta thật nghi ngờ cái tính ngốc nghếch này là do người mà ra, chắc chắn là do người đánh ta ngốc rồi. Ngươi nói linh tinh, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Bảo ngươi vào cung đừng nói linh tinh, đừng làm phật lòng hoàng thượng, nếu không sẽ bị xử lý đấy. Lão gia, ngươi hiểu lầm rồi, không phải hoàng thượng mời thiếu gia ăn cơm sao, chỉ là ở lại ăn thôi mà. Không thể tin được, không thể tin được. Hoàng thượng mời ngươi ăn cơm mà. Đúng vậy, còn ăn ở bên cạnh hoàng hậu nữa, vi quý phi cũng có mặt. Mẹ kiếp, chuyện này lợi hại thật đấy. À, phụ thân, ngày mai con phải vào đại lao hình bộ mấy ngày rồi. Mẹ kiếp, vừa nghe thấy câu này, phụ thân lập tức bùng nổ. Ta mà bị thế này, mẹ nó, con bảo là không gây rối, bao giờ con lại phải vào đại lao hình bộ rồi. Đừng vội, nghe ta nói xong đã. Cha có biết thân phận của Trường Lạc không? Nàng là trưởng công chúa chính thất, hoàng thượng là phụ thân của nàng. Trời ơi, quản gia vương, mau đỡ ta dậy. Điều quan trọng là hoàng thượng, hoàng hậu đã đồng ý chuyện hôn sự giữa ta và Trường Lạc. Ta đã là phò mã rồi. Mẹ kiếp, thật sự đồng ý rồi à? Đương nhiên rồi, con trai người tài giỏi thế cơ mà. Họ còn nói một thời gian nữa sẽ cho chúng ta vào cung bàn chuyện hôn lễ. Ôi con trai của ta, tốt quá rồi, không ngờ con ta lại có thể cưới công chúa. Vào hình bộ ngồi tù là kế hoạch giữa ta và nhạc phụ đại nhân, mục đích là để lôi ra mấy kẻ dâng sớ đan hạc ta. Con à, ngươi cứ yên tâm vào đại lao đi, phụ thân sẽ chuẩn bị vật dụng cho ngươi, trong đó đừng để bị lạnh. Phụ thân, cứ gửi đồ ăn tụ hiền lâu cho con mỗi ngày, chuẩn bị thêm chút vật dụng cho con, trong đó lạnh lắm. Con à, ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Sáng hôm sau, ngốc tử đã bị người của hình bộ dẫn vào đại lao. Ái chà, Vi hầu gia, ngài lại vào rồi sao? Lại đánh nhau à? Không phải, chỉ gây chút chuyện thôi, không lớn đâu, 10 ngày nửa tháng là ra. Trời ơi, Vi hầu gia lại coi đại lao như nhà trọ sao? Các người giúp ta mang đồ vào đi, cũng dọn dẹp xung quanh cho ta. Vi hầu gia, ngài cứ yên tâm,